Xin được kính chào quý vị, kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội vừa được cập nhật trong bản tin an ninh cận cảnh, cảnh ngày hôm nay. Các bây giờ là thông tin đầu tiên. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức bao giới người xuất cảnh trái phép. Trước đó tại khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Quá, phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và công an Quảng Trị phát hiện hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc gồm Xu Quy Nen, 47 tuổi và Liu Fan Quan, 36 tuổi, cùng trú tại thị trấn Điền Cùng, huyện Phú Ninh, khu tự trị dân tộc Trang Miêu Giang Sơn, tỉnh dân Nam Trung Quốc, Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam, trong đó có 20 người dân tộc Hơ Mông, một người dân tộc Tây xuất cảnh trái phép sang Lào. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Gu Gunen khai nhận do có nhu cầu tuyển dụng lao động trồng và chăm sóc cây lấy gỗ nguyên liệu tại quyền Sebon, tỉnh Savanakhet, Lào, nên liên lạc với ông Hờ Chát Thọ, quê tỉnh Hà Giang, nhờ tìm kiếm người đưa sang Lào làm việc. Bộ chi phí đều do ông Gu Gunen sắp xếp chi trả và sẽ trừ vào lương lao động 280 nhân dân tệ một người. Vào ngày 24 tháng 3, Du Guinan và Liu Phan Quang nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Sambun, Hà Giang để đón ông Thò và 20 công dân Việt Nam đưa đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Bảo để xuất cảnh trái phép sang Lào làm theo đường tiểu ngạch. Hai đối tượng Du Guinan và Liu Phan Quang sử dụng hộ chiếu xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Bảo thì bị bắt giữ. Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một nữ sinh viên đại học bị chở tim khi bị tai nạn giao thông. Theo đó, cú va chạm khiến cho nữ sinh này ngay lập tức rơi vào tình trạng quý kịch và được chuyển đến bệnh viện thường tính. Sau khi đặt nội khí quản bóp bóng, em đã được chuyển khẩn đến bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân bị vỡ tim lấy ra khoảng 1,5 kg máu cục dịch máu. Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp với 10 lít máu được truyền liên tục. Niềm vui giải hòa khi bệnh nhân được cứu sống. Sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, không có di chứng thần kinh. Vào ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt giữ các đối tượng trú tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và Nghệ An có hành vi tổ chức sử dụng, tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm hơn 10 kg ma túy các vật chứng liên quan. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 3, tại thành phố Đồng Hới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Tiến Cường sinh năm 1996, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 25.095 chiên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng hơn 10 kg. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng liên quan khác. Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Từ tin báo tố giác ngày 18 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam và bùi trị Hoài Anh, giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 338 tỷ đồng của 8 bị hại. Hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho các bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và Công an đang xác định tiếp. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 28 tháng 3, tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ 21 học sinh trường trung học cơ sở Hành Tính Tây, quyền Nghĩa Hành bị đau bụng và có các triệu chứng nghi ngộ độc do ăn kẹo mua trước cổng trường. Sau khi tiếp nhận thông tin về việc phía trước cổng trường trung học cơ sở Hành Tính Tây bày bán loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, Quỹ ban nhân dân xã Hành Tính Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, phát hiện anh N.D.N. 36 tuổi ở thôn Phú Khương là chủ quán Nhị Ca đang bày bán 0,8 ký kẹo dạng viên có vỏ bọc, vỏ kẹo có nhiều màu sắc, không có nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, anh N cho biết đã mua số kẹo này tại chợ Quảng Ngãi, trọng lượng mỗi gói là nửa ký với số tiền 50.000 đồng một ký để về bán lại. Thời điểm đoàn liên ngành xã kiểm tra, anh N đã bán số kẹo này cho nhiều học sinh của trường trung học cơ sở Hành Tính Tây, chỉ còn lại 0,8 kg. 16 học sinh có biểu hiện ngộ độc được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe. Thưa quý vị, trên cầu Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, một xe đầu kéo đang lưu thông bất ngờ bùng phát lửa và bốc cháy ngùn ngụt. Thông tin ban đầu khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, xe container trên lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 7. Khi đến cầu Phú Mỹ thuộc quận 7, tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên dừng xe và dập lửa. Ngọn lửa bùng phát mạnh khiến cho mọi nỗ lực chữa cháy bất thành. Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hơn chục mét. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Dù cháy không gây thương vong nhưng làm đầu xe container bị thiêu rụi hoàn toàn, nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo lưu ý người dùng về hình thức lừa đảo trực tuyến mới qua email có quy bộ quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng chỉ ra những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam. Để phòng tránh sập bẫy lừa đảo, người dân được khuyến nghị cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn lạ, nhất là cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo các yêu cầu của đối tượng, không tin vào những công việc dễ dàng, việc nhẹ lương cao, không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần cảnh giác khi có người lạ làm quen trên mạng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cài bảo mật hai lớp. Nếu phát hiện lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 28 tháng 3 tại km 140 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc địa phận xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xe tải lưu thông hướng Bình Thuận Ninh Thuận đã tông vào xe đầu kéo chạy cùng chiều, hậu quả tài xế xe tải tử vong tại chỗ, đầu xe tải bẹp dúm. Vị trí xảy ra tai nạn không có giải dừng khẩn cấp. Ngay sau tai nạn, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã đặt cảnh báo, hướng dẫn xe trên cao tốc và tổ chức cẩu hai xe gặp nạn ra khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong đã trưng cầu giám định tử thi để điều tra. Thưa quý vị, cũng trong ngày 28 tháng 3, một xe container kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng từ đường N2 đi đường tỉnh 830. Khi đến khu vực dòng xoay trước cầu Sông Tra, xã Hữu Thành, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do ôm cua gấp, hàng chục các bia từ xe container bất ngờ đổ xuống đường tại hiện trường hàng chục các đổ trắng ngang mặt đường mảnh dở từ các chai bia dương chạy khắp khu vực xảy ra vụ việc vụ việc cũng khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn ngay sau vụ việc nhiều người dân tới phụ giúp tài xế sắp xếp lại các két bia trên xe cũng như thu dọn hiện trường các mảnh dở từ gió chai bia đều được quét dọn sạch sẽ và cũng trong ngày 28 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hồ Quốc Đạt, 27 tuổi, ngụ lấp dò tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định, gây tai nạn khiến cho hai người tử vong. Thông tin ban đầu tối ngày 25 tháng 3 sau khi nhậu xong tại nhà bạn đạt điều khiển xe 7 chỗ chở hai người là NHT 27 tuổi và HVB 43 tuổi về nhà đến đoạn thuộc ấp Hòa Bình, xã Bình Hạnh Trung, huyện Rắp Giò, đạt lái xe dược không đúng quy định gây tai nạn khiến cho NTQ 43 tuổi ngụ thành phố Sa Đéc và CTV 32 tuổi ngụ La Dung tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cú tông mạnh khiến một nạn nhân tử vong trong tư thế treo ngược trên hàng rào, nạn nhân còn lại nằm sấp trên trường. Ô tô gây tai nạn nằm lật ngược, văng xa hàng chục mét. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt thêm 5 người về tội bắt giữ người hoặc tạm giam người trái pháp luật, gồm Dương Khải, 30 tuổi, Thạch Quý Lầy, 38 tuổi, Kim Sa Rương, 37 tuổi, Thạch Chớp, 21 tuổi và Thạch Nha, 27 tuổi. Theo công an, các bị can này đã có hành vi khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, khóa cửa không cho ra ngoài, các bị can còn hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trên báo của người dân xảy ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 26 tháng 3, Công an huyện Tam Bình đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thạch C. Sanan, 37 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, cùng về tội bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật. Hiện vụ án đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, giám đốc điện lực huyện Na Rì. Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Cạn, Hoàng Thanh Bình sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn. Giám đốc điện lực quyện Na Rì bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ dụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, với vai trò là giám đốc điện lực quyện Na Rì, Hoàng Thanh Bình đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với An Ninh Cận Cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình lúc này.